Rồi chào cô chú anh chị nha. Bữa nay mình chia sẻ cách để mình pha phân mình tưới mai vàng á cô chú anh chị. Mai vàng mẫu đơn gì mình pha cách này mình tưới là nó hiệu quả này ha. Cái này là một cái bồn này là 500 lít nước. Pha cho 3 kg NPK ha. 18-4-0 cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị không gành thì đi ra ngoài chỗ tiệm vật tư á. Người ta bán vật tư nông nghiệp á cô chú anh chị. Người ta bán đó. Cái đầu mình hỏi mua NPK. Cái này 3 kg pha cho 500 lít nước, mình pha ngay cô chú anh chị, pha quậy nước mình tưới ha. Chứ cô chú anh chị đừng có gỡ trực tiếp vô gốc là nó bị cháy rễ ha. Cũng nhiều anh em hỏi rồi, bây giờ bữa nay mình sẵn mình tưới cây mình chia sẻ luôn nè. Cái này mình tưới bằng cái nén này nè. Nó hiệu quả mà mình tưới khỏe mau nữa cô chú anh chị. Đây là một cái đầu ra cái bồn này ha. Đây nè. Còn một cái đầu này á, để mình kéo dây mình tưới. Đây. Nè, mình có phá mở luôn ha. Rồi ở trong này nè, 500 lít nước này mình pha 3 kg NPK. Cộng với lại là 1 lít siêu ga rễ cộng chung vô luôn. Ha. Thì cô chú anh chị mình pha chung vô vậy thì mình tưới. Tưới định kỳ của mình, cái vườn của mình tháng mình mới tưới 1 lần. Để lát nữa mình ra rồi cho cô chú anh chị xem mai của mình ha. Rồi, con kéo cái nén lên cái đó. Cái xài tứ nén gì nè, nó mau lắm cô chú anh chị. Đây là một đường đi ra, một đường đi vô. Đó, một đường nó đi ra bồn đó cô chú anh chị thấy không? Nó vừa quậy ha. Nó vừa quậy cái thùng nước này cho mình tưới luôn nè. Nó hiệu quả vô cùng. Đó, còn cái này mình đi mình dời á cô chú anh chị. Dời thì mình phá lại. Đây. Ha, mình kéo ống dời phá lại. Còn nếu mà mình mở ra thì nó chảy nè. Đó. Vậy đó. Thành thử ra nếu mà cô chú anh chị cây nhiều mình tưới kiểu này hiệu quả lắm cô chú anh chị. Thì bắt đầu mình tưới thì thằng trai mình nó cầm máy cô chú anh chị ơi. Giờ để mình kéo cái ống qua đây, mình tưới dài né né đây cho cô chú anh chị xem. Đây, những cây này là chơi bông tết hết rồi nè cô chú anh chị. Ha. Cái này nó chỗ bông gió nè. Đó, nó chỗ bông gió hết rồi. Nhưng mà cô chú anh chị thấy cái búp nụ của nó nè. Búp tới công chuyện không? Búp dữ trời lắm. Đây. Đó, những cái cây mai của mình lá nó vậy nè, nó cứ đi đọt miết vậy đó. Đi mình vô dây xong rồi giờ nó bích trơn nè cô chú anh chị. Nó phóng bỏ ra xa lắm rồi. Rồi giờ đã thằng trai mình nó cầm cái máy, bắt đầu mình sẽ tưới cho cô chú anh chị xem. Rồi con ra cầm máy quay ra cho tưới ra. Nè, mở cái phá ra. Cái mình ghi vòng vô gốc nè. Đó, mình ghi vòng vô. Nó tiện lắm cô chú anh chị ơi. À, nó mau cấp kỳ luôn. Ha. Rồi mình dời qua cái cây mến đây. Dời qua mến đây thì mình phá cái này rồi nè. Ha. Mình phá rồi. Mình mở. Đó, cô chú anh chị thấy nước nó chảy không? Đó. Mình muốn mà cái này nó chảy lẹ chút xíu nữa thì cô chú anh chị mình phá cái trong chổng á, phá ha. Phá bớt đi thì nó dồn nước ra này. Mình tưới mau nữa nhưng mà mình tưới như vậy thì nó không kỹ bạn này. Đó. Chỉ cần một cây tầm khoảng nửa lít nước là ok à. Nói vậy đây nào là ngon lành luôn rồi đó cô chú anh chị. Mình cứ tưới hoài gì đi, mình đi tới đâu mình tưới tới đó vậy đó cô chú anh chị. À, rồi bắt đầu mình phá nè. Nè. Phá lại. Phá lại nó không qua nước nữa ha. Bắt đầu mình đi tiếp nữa. Thử ra mấy này nó dễ lắm cô chú anh chị ơi. Cái này mình mới sạch thuốc dưỡng rồi. Nè. Đó. Cô chú anh chị thấy nước vào. Tốn chút xíu điện mà bỏ khỏe. Để mình quậy mình tưới tay á nó lâu lắm, mình tưới bằng tay là nó lâu mà tưới cái này nó mau mà nó chất lượng nữa. Cái này cái bạch mai ghét mà cô chú anh chị, cô chú anh chị nhớ nha, phân là mình phải quậy nước nha, chứ còn nếu mà cô chú anh chị gãi trực tiếp vô gốc là nó cháy rễ ha, cho nó cháy rễ hư cây của mình hết rồi. Thử ra cô chú anh chị cố gắng mình phải pha dưới nước đi. Ngày mai mình cỏ được rồi, quá cứ cỏ. Nói cô chú anh chị cứ tưới vậy nè. Cái vườn này thì mình tưới, cái vườn này tưới có hai bồn của chú anh chị. Cũng nhiều. Còn cái vườn nẵng chắc tưới cũng cả hai bồn nữa. Cô chú anh chị nhớ nha, tưới đều bốn bên. Ha, mình tưới cho nó đều bốn bên, cho bốn bên nặng nó. Bởi vì cái cây là rễ bốn bên hết trơn à.
mình phải tưới cho nó bốn bên hết, chứ để mình tưới một mép á là nó dở nha cô chú anh chị. Cái này cây mai là cây mai liễu rũ nè cô chú anh chị, cây mai dán liễu này ha, nè nó bò gì không à, cây mai là dán liễu. Cô chú anh chị nhớ nha, mình tưới phân là mình tưới về đây đừng có gãy, gãy nó hư cây. Còn cái nào mà cô chú anh chị không có gõ đó thì cứ điện cho mình ha, rồi mình tư vấn cho. Cây của mình lúc nào nó cũng đi đọt hết rồi đó. Nè. Đó, đi đọt non gì xong rồi. Còn cây này giờ nó quá trời nè, cô chú anh chị thấy không? Nó vô dây nữa ha. Đó, bắt đầu giờ nó ra một gang, hai gang đó cô chú anh chị, mà từ lúc mình vô dây đến giờ là nó hai gang rồi đó. Giờ mình muốn mạnh chút xíu nữa ha, đây nè, muốn mạnh chút xíu nữa để mình vô trong mình phá một cái quan bên kia nhỏ lại chút xíu nữa thì bắt đầu là nó sẽ mạnh lại. Để mình đi vô chăm đi, con đứng đó đi, nở cho nó mau. Tí lại là ông đầu làm đi lẹ lắm cô chú chị, xịt tẹt 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 luôn á. Nó mạnh hơn nãy nè cô chú chị thấy không? Ừ. Nè. Đã không? Nhưng mà cô chú chị đừng có phá hết nha. Phá hết đó là dở lắm á. Mình phá hết là giả bẹt à, mình thử ra mình phải cho một cái đường để đi ra cái bồn á, cho nó mà quậy cái bồn của mình lên luôn. Cái bông trang này mình trồng tới giờ mình chưa có tưới một miếng phân luôn cô chú chị ơi, dằn quét hết rồi, chưa tưới mà chưa xịt nữa, giờ sẵn mình tưới luôn nãy giờ quên. Tưới cho nó cho có phân chút xíu cho nó tốt. Quên nãy giờ đi lo nói chuyện với cô chú anh chị mà quên ha. Cô chú anh chị gắng giữ gìn sức khỏe nha cô chú anh chị ơi. Những cô chú anh chị nào mà có thích mình thì bấm đăng ký kênh ủng hộ ha. Được nhiều người xem nặng mình có cái động lực làm thật nhiều clip cho cô chú anh chị xem. Này cây này mình làm cái kiểu này mình tưới mình đứng xa thiệt là xa mình tưới cũng được cái cây nữa nè. Mấy cô chú anh chị thấy im không? Nãy giờ quên vụ mấy cây bông trang. Giờ mình không có tưới. Đây sẵn mình tưới luôn. Sẵn con đi vòng qua mấy đó đi con để nói với cô chú anh chị vô chỗ này nè. Như cái cây phô vậy cô chú anh chị. Phô như vậy là mình không có tưới phân. Mình đi tới mình chỉ cho cô chú anh chị ha. Như cây phôi vậy này cô chú anh chị ha, là tuyệt đối cô chú anh chị đừng tưới phân ha, tưới phân vô là ngủm đó. Cố gắng mình đừng tưới phân đó, chỉ mình xài cái bằng siêu phóng trời vô thôi cho nó tốt ha, chứ mình đừng có tưới phân. Cô chú anh chị tưới phân vô là tiêu à, nó bị gì cái rễ nó yếu xìu à, mình tưới phân vô nó chịu nổi. Nè mà đứng xa nè cô chú chị thấy không, nó giọt phân nè, nó nước này thấy không đó. Thử ra mình làm này nó tiện lắm cô chú chị ơi, với lại mình không có xách cái gì nặng nề nữa, không có xách gì cho nó tưới nó mau. Rất dễ làm luôn cô chú chị. Những cái mai của mình là lúc nào lá nó cũng xanh hết trơn á. Cái này mình một tháng mình nó tưới phân lần á cô chú chị. Tháng tới lần. Mà hôm nay mấy cái mẫu đơn này bỏ nè, không có chăm sóc nữa nè. Cái nó hơi giờ nó xước, nhưng mà đặt nó sinh lần. Tình lễ sau mình quay cho cô chú chị xem lại là nó xanh rồi đó.
màu á. Mà cô chú chị làm chuyện gì cho mình biết cách ha, là nó rất dễ, còn không biết cách thì nó mệt lắm. Không biết cách mình ngồi mình mò mò tới mò lui mà hiệu quả nó không có cô chú chị ơi. Còn nào mà cô chú chị cay của cô chú chị bị vấn đề gì đó thì cứ điện cho mình đi ha, mình biết sao thì mình chia sẻ vậy cho cô chú anh chị. Dưới vườn của mình sao là mình sẽ chia sẻ cách mình chăm sóc cây hết trơn cho cô chú anh chị, chứ không có giấu ha. Nếu mà giấu thì mình cũng không quay lên YouTube làm gì đâu, giấu thì mình không quay lên để cho cô chú anh chị theo dõi, rồi mình chỉ bậy bạ ha. Biết sao là chia sẻ cô chú anh chị vậy. Tưới cái này là ngon là lắm cô chú anh chị ơi, đỡ hao nữa. Thứ này là nãy giờ cái này cũng mượn gần nửa lít rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà cái bồn của mình nãy giờ nước còn nhiều lắm á. Gặp nào thứ đó. Cái vườn của mình nó hẹp lắm cô chú anh chị, nói chung là nó không có phải là hẹp ha, nhưng mà tại mình trồng cây nhiều, mình ham trồng cây á cô chú anh chị. Mình phụ đất chứ đất không có phụ mình, gắn trồng cái này cái kia, mình trồng cái gì mình cũng có thu nhập hết trơn cô chú anh chị ơi. Trồng rau thì có rau ăn ha, trồng cái kiển thì mình có qua mình ngắm, thì cô chú anh chị cố gắng đừng để đất trống. Mà bây giờ nãy giờ mình tưới vậy là cô chú anh chị thấy nó cái tốc độ nó mau ha. Đó, mình đứng xa gì nên mình tưới cũng được cái cây. Mà này ai tưới cũng được hết chứ, phụ nữ trẻ em gì đâu biết cách là làm được không, nó đâu có sách nặng gì đâu cô chú anh chị. Chỉ kéo cái ống này nè, kéo cái ống này đi tới đâu tưới tới đó. Dễ lắm cô chú anh chị ơi. Mấy vườn này hôm trước nay là mình một tháng này mình mới quay lại mình chăm sóc lần nữa này cô chú anh chị ơi. Hôm trước nay mình mất làm cái vườn cây cho em á, mình thử ra cái vườn nhà bỏ phế, giờ bữa nay mình quay lại mình xịt thuốc tưới phân. Nhưng mà bông là đẹp à cô chú anh chị, bông nè. Bông nhìn phê lắm. Cô chú anh chị thấy đứng chỗ một tưới thuốc cây mai bên kia ha. Đó, đâu có vấn đề gì đâu. Mình thử ra mình làm cái này nó hiệu quả nè, nó gọn nè, cái bắt đầu mình chia sẻ cho cô chú anh chị. Cái không hiệu quả là mình không có quay đâu ha. Không hiệu quả là chạy à, không dám chia sẻ cô chú anh chị đâu, để cô chú anh chị làm cái hư cây của cô chú anh chị ha. Mình thì mình kinh cây lắm, cây nhỏ lớn gì cũng ham hết trơn cô chú anh chị ơi. Thử ra mình gán chăm sóc nó, cái nhỏ thì mình chăm sóc từ từ nó lớn. Con kéo cái ống cổ lên đây, chỉ dời ống đỉnh như là rồi đó cô chú anh chị ơi, dễ làm. Mình ngồi mình suy nghĩ chút xíu à, mình làm nó khỏe rồi đó cô chú anh chị, chứ đâu có gì đâu, cái này nó dễ lắm. Để mình cứ vòng vòng cái tới chỗ mấy cái cây mà mình bôi keo liền xẹo á, mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem ha, coi cái hiệu quả nó làm sao. Cây của mình thì thực tế thôi mà chứ không có giấu một cái chỗ nào hết trơn á. Cái cây này mình lớn lắm cô chú anh chị, cây này giờ ok dữ lắm rồi nè, cô chú anh chị thấy cái tột nó đi nè ha, phê lắm. Tưới đợt phân này nữa là đẹp trai lại liền đó. Nhưng mà cây này nó sung sẵn rồi cô chú anh chị, mấy cây này nó tốt sẵn rồi, chỉ có mình nào chăm sóc từ từ thôi. Cái này cô chú gì, cái cây này mình trồng mới có mấy tháng mà nó vậy nè, giờ mình vô dây hết trơn rồi đó, xong mình quận rồi đó ha. Bây giờ mình tưới phân đó, cây như cây gì là tưới phân đừng hang cô chú anh chị. Còn như mấy cây nãy mới lú đột non lên không dám tưới, tưới vô là nó xong, tưới vô là tiêu rồi.
Bữa ra cô chú chị cố gắng ha, cố gắng mình đừng có tướng bậy, mà không biết thì hỏi. Giờ trên mạng cũng rất nhiều anh em chia sẻ cách trồng cây, cách tạo tán cho cây, rồi ghép cây đủ trò hết trơn cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị không có điều kiện mà để theo dõi đó, thì những anh em ta theo dõi rồi mình hỏi ta, người ta chỉ à, dễ lắm. Đây là những cái cây này là nó hôm trước á, là mình cuôn rồi cô chú anh chị ha, mình cuôn tàn rồi mình cắt, mình bôi keo siêu mà phóng chồi ra đó, liền sẹo phóng chồi nè. Bây giờ cốt cành nó mình uống hết trơn nè cô chú anh chị thấy không, mà cây này chưa tết ha, cây này chưa tết rồi đó. Đây cái cây này nè là mình bôi keo liền sẹo nè, mà quay rất nhiều clip cho bà con coi nè ha. Đây là con qua cái mặt bên đây cho cô chú anh chị xem nè, nó đẹp trai không? Nó cây này mình mới vô dây ha, đó. Đẹp lắm, cái gốc này nó đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Nè, củ đế nó vậy nè ha, đó. Còn thẹo thì kéo liền hết trơn, là toàn bộ cây không xíu ha. Nè, cây đi đọt bình thường, cô chú anh chị cứ an tâm xài đi ha. Còn khỏi lo ở vụ mà cây nó hư hao, cây mình ví dụ như cô chú anh chị mua keo của mình hay là mua thuốc của mình mà xài không hiệu quả, mình lấy tiền của cô chú anh chị cũng không có xài được bao lâu đâu cô chú anh chị ơi. À, cái gì cũng vậy chứ, mình phải bây giờ là cái vụ gì cái chứ phải uy tín là nó trên hết á cô chú anh chị, chứ không phải ví dụ như giờ mình gạt cô chú anh chị 50.000, 100.000 rồi cô chú anh chị đâu có phải là mất nhiều tiền nữa đâu. Hư cái cây của cô chú anh chị nè, nó đủ trò hết á. Mình thử ra thời buổi này cái gì mình giúp được bà con, cái gì thì giúp, có sao nói vậy. Kiếm tiền thì rất nhiều cách để kiếm tiền nha cô chú anh chị, chứ không phải nhất thiết để mình gạt bà con để mình lấy cái đồng tiền của bà con ha. Nhưng mà có khi á cô chú anh chị về xài không có đúng, thành thử ra cái cây hiệu quả không cao. Mà cô chú anh chị cái gì không hiểu á thì cứ gọi cho mình đi, thì mình tư vấn. Nếu mà mình gọi số tốn tiền rồi này kia thì mình kết bạn Zalo đó, kết bạn Zalo thì nó không có tốn tiền. Đây thêm cây mai liễu nữa nè cô chú anh chị, cây mai liễu này bông đẹp. Còn bước lại gọi cái bông đó cho cô chú anh chị xem tham khảo chơi bông mai liễu này. Đó, liễu là có bông nó vậy đó cô chú anh chị, 9 cánh 12 cánh. Cái nào nó bò nè cái nào nó bò tốn cái đất gì nè cô chú anh chị, buông xuống là nó vậy đó. Mình thử ra nó là làm sao nó cũng không đứng cái cánh lên hết trơn cô chú anh chị. Nè, mình quậy nước mình tưới, mình có quyền tưới thoải mái trên thân luôn ha. Còn nếu mà cô chú anh chị lấy phân mà gãi lên thân chỗ này nè, là nó gãi tới đâu tưới tới đó, tưới dễ toàn bộ một thân luôn. Cái vườn của mình nói chung là mình tưới nhiều quá cô chú anh chị ơi, tưới vòng cái vườn của mình hết trơn á chắc tầm khoảng mười mấy bao, thế mười cỡ 15 kg phân á cô chú anh chị. Rồi kích rễ thì cũng nhiều, bởi vì mỗi lần mình cho ăn phân là mình phải tưới kích rễ không, cái quy lực mình phải tưới kích rễ nó cái, bởi vì cái bộ rễ nó ổn á nó mới nuôi được cái thân á cô chú anh chị. Cái bộ rễ nó không tốt rồi là không có nuôi được. Nó mình cứ tưới xương vậy đi, tháng tưới lần, kiểu gì nó cũng tốt hết á cô chú anh chị. Cái này là hồi hổm ai gom một gom cuộc đi, nó xếp gãy nhánh luôn thấy không, cuộc cầm một chút luôn. Như cái cây này nè cô chú anh chị, cây này tưới phân được nè ha. Còn cái cây hồi nãy là nó yếu quá, thành thử ra mình chưa tưới phân được nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ nha, để cô chú anh chị mua cây về cái đầu trồng đã mới lên cái đọt có tí xíu xách phân tưới thì chết cái quay lại đổi thừa cái ông mà ông bán cho mình, cái đó cũng tội nghiệp bà con người ta ha.
Cái đó do mình chứ không phải là do cái người bán đâu cô chú anh chị, không phải do người bán thôi đâu ha, do mình làm không đúng cách. Cái này mình tưới được rồi, vừa kích rễ rồi vừa có phân cho nó ăn nữa. Lúc này nó ra rễ cám rồi đó, không có rễ cám nó vàng mới tưới phân được, mà cô chú anh chị cũng không có biết là rễ cám nó vàng sao đâu. Ví dụ như không biết đó, mình không biết là không biết rễ cám thì sao mà nó vàng. Ví dụ như nó rễ trắng á cô chú anh chị trồng cả một tháng là rễ nó trắng thêm nè ha, nó rơi vào tầm khoảng 2 tháng rưỡi cho tới 3 tháng rễ nó già lại, lúc đó rễ nó vàng, thử ra lúc đó mình cho nó ăn phân được rồi, mà ăn nhẹ thôi ha. Mà tuyệt đối cô chú anh chị đừng có gãi, không có gãi tưới là ok nhất, gãi thất bại liền. Đó, nãy giờ mình cô chú anh chị thấy cầm cái ống này đi chơi vậy thôi ha, chứ nó đâu có nặng nề gì đâu, này sướng lắm. Còn những cô chú anh chị mà trồng cái số lượng ít đó thì cứ 10 lít nước mình quậy một muỗng ăn canh thằng NBK ha, dưới tầm khoảng 30cc cái thằng siêu ra rễ, hay là 20 gì cũng được, mình có cái thằng rễ mới được, để cho nó mau cái ra cái bộ rễ, ra rễ được nó mới ăn phân được cô chú anh chị. Không ra rễ được phân mình đưa vô cũng như không. Cái vườn mình nó chặn chịch, cái đồ mình kéo ống nó khó cô chú anh chị. Con quay đừng có nhiều quá cô chú anh chị xem cái nó cũng nản luôn. Thôi con đưa cảnh con tắt đi. Cái nhiều đây chia sẻ nhiều đây đưa nó máy cho chơi. Đó cô chú anh chị, cái này ha. Nó rất dễ. Mình làm như vậy nè. Nó mình tưới như vậy là ok. Đây, mai của mình thì nó tốt vậy không nè cô chú anh chị. Lúc nào có lá nó cũng đen xi lị mà nó đi đọt ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ kênh mình ha cô chú anh chị. Thích mình thì bấm đăng ký kênh ủng hộ. Đây này cô chú anh chị thấy không? Cây của mình nè. Tốt vậy nè. Đó. Cô chú anh chị nhớ nha, thường xuyên xịt bọ chỉ. Bọ chỉ thì mình xịt 1.9 nó rẻ tiền ha cô chú anh chị. Mình mua 1.9 mình xịt nó rẻ tiền. Nhưng mà nó ít độc cho môi trường nữa. Cá mình nuôi với hầm này kia nó không có chết. Nhất hạn là nhà những cô chú anh chị mình ở chợ đó, có nuôi cá kiển đâu đó. Cái xịt thuốc sâu cho mai cái chết cá tiếc dữ lắm. Thử ra mình mua thuốc đó đi xịt. Này Mỹ đỏ sọc. Này Mỹ đỏ sọc của chú anh chị nè. Bông sọc nè. Nè, đọt đỏ cuốn đỏ. Đó. Đây nè cô chú anh chị thấy mai của mình không? Cây nào cũng dòm thấy xanh dần như trơn nè. Nhưng mà mình tưới nãy giờ cũng nhiều đó, nhưng mà cũng chưa có nhúc nhích nữa thôi cô chú anh chị ơi. Bây giờ tạm chia tay với cô chú anh chị đi ha. Hẹn ngày gần nhất mình sẽ quay clip mình chia sẻ cái cách mà vô dây uống cây ha. Bây giờ để mình tưới chứ để mình nói chuyện với cô chú anh chị một hơi là tới tối luôn, không có rồi cái cây của mình. Rồi chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Cô chú anh chị cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Thích mình thì cứ bấm kênh đăng ký ủng hộ ha. Bấm cái chuông mình tặng cho nó báo mình biết lúc nào Tâm nó lên clip. Rồi, chào cô chú anh chị nha.